chấm lịch sử và bằng phụ tá ở khnề ngày nay nhóm năng bằng hành là biệt thờ tài cột chma đầm bông do ẩm bơ lên một đọt sầm bọ rồi đu chặt thật liêm rồi ở sàn bẩn tọt mong cho bài thật cột chma bỏ lên chấm ngon pi phai năng cột quay chấm ngon pi phai đặt tay bày tón lên cao lấy chùm nón 20 gram chặt tật đâm pu hai chùm nón pi lịch rồi cướp tục rồi dạ pe đọc nét tì vẫn to pi đọc nét tì món chặt tật tay cho chan score chùm nón b rồi gram rồi cô ở score rồi lấy ở chặt tật cột chma chùm nón b rồi 20 gram cho rồi cô ở sọc hành cột chma chia chùm nứt đang sẵn rồi vô cột chèn đã cột chma chùm nứt nâng cột tay chuột khăn đọc chùm nón b rồi 20 ml rồi chặt tật cột chma để thôi hơi cho bất cùng lốp ở chất đặc nông tu tật có ở trò chạm tục bị xa chỉ cả sạch vòng phôn đang hơi thả cột chma mẹ thả bởi do chế trang chung vô sơ cập hiệp hơi xâm ra vị thi thơ tai cột chma mới ní khuyên sẵn khâm thả vòng phôn mừng chỗ chật chế trang cối xâm ổ con vòng phôn để tôi xin ra video khuyên bị đám đo chọc bảo mên xâm nối rồi dục bỏ với xâm xó xe comment nâng kháng cầu សូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា